Dạ vâng, kính chào tất cả các bác nhé. Chiều ngày hôm nay thì em sẽ lên cho các bác một mẫu Zippo mới về hàng của shop. Mẫu Zippo này thuộc dòng Amor, vỏ đựng của nó đây các bác nhé. Đối với hàng Zippo đời mới này thì bây giờ những cái cây mà hàng gọi là hàng trung bình ấy thì nó sẽ đựng trong cái hộp này. Còn hộp cao cấp một chút hàng luxury thì nó đựng trong một cái hộp đỏ, rất là kiểu cách một chút, giống như hộp quà đấy. Còn sản phẩm bên em thì đã hầu hết là đăng tải trên website zipman.vn các bác nhé. Tất cả các mẫu hàng bên em thì làm Zippo thì đều đã bảo là hàng chính hãng và có bảo hành vĩnh viễn cho mình. Cái này là bảo hành vĩnh viễn và bảo hành miễn phí các bác nhé. Nên là các bác cứ lên đấy và search tìm cái mẫu hàng. Và các bác lưu ý giúp em là có một số bác ấy đặt hàng là đặt một kiểu, nhưng đến khi mà nhận hàng ấy thì các bác lại mong muốn nhận một kiểu hàng. Cái đấy rất là khó, bởi vì là trên đấy thì em đăng tải sản phẩm thì các bác đặt mẫu nào thì em có gọi xác nhận lại một lần trước khi gửi. Các bác ok thì em gửi hàng đi. Và hàng bên em là gửi code và đảm bảo cho các bác, đảm bảo quyền lợi cao nhất là khi nhận hàng được kiểm tra hàng đúng mẫu, đúng sản phẩm và đủ sản phẩm thì chúng ta nhận hàng các bác nhé. Chứ em thấy dạo này có một số anh khách là đặt hàng một kiểu nhưng đến khi nhận hàng lại yêu cầu một kiểu khác. Cái đấy rất là khó cho bên em và rất là thiệt cho shop. Cái này các bác thông cảm chứ nhiều cửa shop bán hàng là đều yêu cầu các anh đều phải chuyển khoản cọc trước hoặc là chuyển khoản trước đấy ạ. Đây các bác nhá, mẫu hàng của chúng ta hôm nay đây. Cái này thì là chất liệu của nó là đồng nguyên khối và được khắc ăn mòn axit các bác nhá. Cái này thì là nó thuộc trong cái chủ đề phim điện ảnh. Thì cái cây này thì là sản xuất làm với chủ đề là Avenger. Nếu như các bác mà đã xem phim và biết đến bộ phim Việt đội siêu anh hùng ấy thì sẽ biết đến cái bộ phim này. Và cái đây là cái nhân vật người máy, người thép gì nhỉ, Iron Man, người thép, nhân vật người thép đây các bác. Đây các bác nhé, cái chi tiết này thì được khắc ăn mòn axit rất là sâu, rất là bền nên các bác không lo cái vấn đề nó bị hao mòn. Còn cái chất liệu đồng khối ấy, đồng khối thì chúng ta biết là đồng thì nó có tác dụng với oxy và khi nó ngã màu, nhưng mà khi ngã màu xong ấy thì các bác đánh bóng lại rất là ok luôn. Thứ nhất là lau qua bằng xăng, thứ hai là đánh bóng bằng cana hoặc là meta, nó rất là sạch. Các bác chưa biết cách vệ sinh ấy thì chúng ta vào YouTube của Zipman có một video hướng dẫn, các một hoặc hai video hướng dẫn các bác cách vệ sinh Zippo sao cho nó thật bền thật mới. Đây là mộc đáy của nó. Con này thì là hàng mới các bác nhé. Hàng mới sang năm 2021 mới sản xuất. Và mộc đáy của hàng Amor là đặc trưng là mộc đáy lồi. Và có ký hiệu chiếc khiên này, chữ A này đây. Bản lề thì là bản lề 5 chấu này. Con này thì là nó khắc 4 mặt các bác nhé. Mắc khắc full 4 mặt. Đây là nhân vật, đây là cái anh diễn viên Tony, người thủ vai Iron Man trong cái bộ phim này. Đây, mặt sau hình như là cũng có đấy của ảnh. Mặt cạnh này thì là Love you 3000 times. Em dịch không nhầm là yêu bạn 3000. 3000 năm. Đây các bác. Cái này cũng là khắc ăn mòn axit các bác nhé. Em sẽ bóc tem cho chúng ta xem mặt sau chi tiết hơn thêm. Đây, mặt sau là dòng chữ Avenger và cái anh góc nghiêng của cái anh Tony này. Mặt chính diện các bác nhé. Đây nhá, em sẽ test tiếng kêu cho các bác này. Đây, âm thanh nó chắc. Hàng Amo thì nó có đặc trưng là vỏ dày hơn một chút nên là âm thanh nó khá là chắc, chứ không được vang như hàng bản tiêu chuẩn. Ruột cây này thì làm bằng thép chuyên dụng không dỉ và được mạ một lớp xi màu vàng các bác nhé. Các bác chúng ta có những bác lại thắc mắc là tại sao là cái ruột của nó hơi có bụi bụi và hơi tơ tơ ấy, hơi hơi có dấu hiệu kiểu như trầy ấy. Cái này không phải là hàng cũ nó bị trầy đâu các bác nhé. Cái này nó bản chất là bằng thép và là nó đã bụi rồi. Thứ hai là mạ xi vàng ấy. Cái lớp xi mạ nào không phải là nó đều như thế là mạ vàng đâu. Những cái cây này ấy, thì sản xuất xong thì nó có va chạm với nhau. Nó sản xuất hàng loạt va chạm với nhau. Và khi lắp ráp lại như thế này nữa này, thì nó là thêm một lần nữa thì nó có hơi
bụi bụi một chút, này cũng không ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm đâu các bác nhé. Đây, cổ đá cao này, bánh xe cắt xéo chìm sâu sắc nét này, sợi tim có sợi chỉ vàng đây. À, con này thì là nó trùng năm 21 các bác nhé, trùng năm 21, còn tháng thì nó trùng hoặc không trùng không quan trọng. Đây, mẫu này thì shop đang phân phối với giá là 1.300.000 đồng các bác nhé. Đây, cho các bác ngắm lại một lần nữa. Mục đáy 21, mục đáy lồi rất là đẹp. Vâng, các bác muốn tìm thêm các mẫu khác thì nhớ truy cập lên website nhé. Mẫu này thì các bác nhanh tay liên hệ cho shop 0977 495 865. Vâng, rất xe kính mong các bác ủng hộ Zipman trong thời gian tới thêm nhiều hơn nữa. Xin kính chào tất cả các bác.